Những chú cá nóc thật bé nhỏ nếu so với những loài cá dưới biển, nhưng thật sự đáng gờm lắm đó. Khi thấy con nguy hiểm, cá nóc sẽ phình bụng to tướng của mình lên như quả bóng và nổi đầy gai trên khắp cơ thể, giống y một chú nhím. Hình dáng của cá nóc lúc này đáng sợ tới nỗi những kẻ săn mồi to lớn cũng phải bỏ cuộc. Chắc sẽ không có con cá nào có đủ miệng rộng để nuốt cá nóc đâu. Và cũng chẳng dạy gì mà xơi một quả cầu gai như vậy vào bụng, đúng không nào?